Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Đầu game cho ba con thỏ anh em ạ. Ba con thỏ này nó là cái cơ sở để chúng ta có thể chơi được cái bộ 9 Feather đấy. Ok, lâu rồi tôi chưa chơi cái bộ 9 Feather. Nên là hôm nay tôi sẽ chơi bộ 9 Feather anh em nhá. 9 Feather và tôi sẽ thử chơi 9 Feather trong cái pack mới của tôi nhá. Chúng ta sẽ sử dụng cái pack Ngọc Thụ Lâm Phong để chơi cái bộ 9 Feather. Để xem là 9 Feather trong cái pack Ngọc Thụ Lâm Phong là có dễ xây dựng không. Đấy mà meta này nhiều người chơi beat. Chúng ta có thể chơi 9 Feather rất ok. Thử xem anh em nhá. Ok, và đầu clip thì như thường lệ xin được cảm ơn các anh em Vũ Trọng Hay, anh em Nghĩa Nguyễn, anh em Nguyễn Sĩ Ngọc, anh em Trần Phát, anh em Nguyễn Hiếu, anh em Tú Nguyễn, anh em Hoàng Phúc và cuối cùng là bạn Quỳnh. Cảm ơn tất cả các anh em đã đăng ký gói hội viên trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cái pack Ngọc Thụ Lâm Phong ấy là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể xây dựng được cái bộ bộ 9 Feather Fake hoặc là bộ 9 Feather hàng real. Nó khá là đơn giản và dễ. Ngoài ra có thể là đánh xoay quanh cái bộ Witcher cũng là có thể là chơi được Witcher Feather nha anh em nhá. Đấy, đầu game pick thụ là xong. Cuối game thì cũng không cần chuyển pack. Bởi vì cái bộ này nó sinh ra là nó xây dựng theo cái con đường Feather luôn nha anh em nhá. Rất đơn giản. Đầu game là pick những cái con Hunter và Feather thôi, đánh chuỗi thắng. Đấy, cố gắng làm sao để có thể là tôi làm content ấy thì tôi sẽ đánh chuỗi thắng nha anh em nhá. Còn cái không đánh được chuỗi thắng thì cũng đánh kiểu dạng bổ củi giữ máu thôi, chứ còn tôi cũng sẽ không có eco đâu, không chơi eco. Đấy, eco thì nó quá đơn giản rồi. Eco thì cứ eco xong rồi up cấp lên. Đấy, lên cấp 8, cấp 9 thì roll thôi, thì form bài thì nó quá đơn giản. Nó không có được cái hay của cái việc là xây dựng đội hình. Đấy, còn xây dựng đội hình giữ máu thì nó mới là cái tinh túy, cái hay ở trong cái game này. Đấy, nếu mà đầu game mà giữ máu tốt thì cuối game sẽ có nhiều máu và có làm được nhiều thứ. Hay quá, ta bú chưa lên 2 sao này. Đồ không nào? Ồ, chưa có gì. Đồ này chưa có gì anh em ạ. Lấy được viên ma lăng thôi. Lấy được viên ma lăng thôi. Viên ma lăng cho thỏ. Đấy, viên ma lăng ấy là một cái đồ mà bộ nào tôi cũng lấy anh em nhá. Chơi cái gì tôi cũng lấy, kể cả chơi sát thương vật lý tôi vẫn sẽ phải có một cái bờ linh dành cho con co. Đấy, nhiều khi là co nó cũng phải có cái bờ linh để nó có thể lé ganh hoặc là có thể tiếp cận được những cái hàng đam của đối thủ để có thể xử lý sớm. Nên là cái bờ linh là nó là một cái món đồ mà không thể thiếu trong bất cứ một cái con game nào luôn. Đối với tôi thì chắc chắn là game nào nó cũng sẽ có cái blink, trừ những cái đội hình mà nó phải tụ lại. Có những cái đội hình nó không cần blink nhưng mà đôi khi ấy, là nếu mà không có blink thì đội hình này nó sẽ bị thua. Trong một vài trường hợp, ví dụ như đội hình chơi kỵ sĩ chẳng hạn, chơi Clay ấy, Clay Blade Clay thì thường là người ta sẽ không gắn blink, nhưng mà có một vài trường hợp là vẫn bị gắn blink. Với những cái trường hợp mà chơi với cả gót đỏ á, gót đỏ mà cái con ca lông nó bơ linh xuống phía dưới ấy, nó bớ sớm ấy thì là chúng ta sẽ phải có cái bơ linh, hoặc là gặp cái bộ sát thủ ấy là phải có bơ linh đấy để lè ganh bơ linh xuống ra đằng sau. Đấy, thì sát thủ nó cũng bay đằng sau của cái team của chúng ta ấy, thì cái con Live Blade Line nó ở phía đằng sau của cái bàn cờ thì nó rất là ok. Hay cái trường hợp mà tôi vừa nói đến là cái trường hợp mà gặp gót đỏ ca lông ấy là cũng là một trong những cái trường hợp mà rất cần cái blink để lé ganh. Đấy, trong cái trường hợp mà anh em lên được 11 ấy. Đấy, mà chơi mà tích đủ 6 Glacier, 6 Clay thì rõ ràng là nếu anh em đánh có thời gian đánh để có thể tích được stack để tăng tốc độ đánh thì nó sẽ mạnh đúng không? Đấy, nhưng mà nếu mà bị bớ bởi cái con Galong sớm thì rõ ràng là rất là nguy hiểm. Nên là thường là nó sẽ phải là một cái blink. Nhưng mà trong những cái trường hợp ví dụ như là gặp 6 bit chẳng hạn thì blink lại ăn đòn. Đấy, blink mà chả may Clay lại blink vào, con Clay Blade Clay lại blink vào đúng cái chỗ mà cái bọn bit nó tụm lại, xong nó đấm vào cái con Clay Blade Clay tích stack nhanh thì Clay Blade Clay chết rất là nhanh. Rồi, tạm thời như này đã anh em ạ. Thực ra thì đầu game thì có thể xây dựng theo cái con đường là Hunter nếu mà nó ra, còn nếu mà nó không ra thì cứ cái con nào mà có đam to thì kẹp vào để lấy đam thôi. Nhưng mà round này thì có khả năng thua không? Đấm nổi không? Ăn nổi không?
Ui, khó. Nếu mà cái con súng mà nó chết sớm hơn một chút. Đây rồi, phe giờ này. 6 phe giờ trước là được. 3 Hunter 6 phe giờ ở level 7 là chơi được rồi. Ok. Thế này được. Tạm thời 3 phe giờ đã. Thực ra thì cái con Fallen Witcher này mà nó lên 2 sao thì chơi cũng được. Đấy, mỗi tội không có đồ đó. Đồ này toàn đồ kiểu bắn trưởng này. Nó sẽ có hai cách xây dựng đấy. Một là chúng ta ghép đồ đánh tay ấy, cho mấy cái con kiểu như là Fallen Witcher hay là Hunter, mấy con Hunter đầu game. Xong rồi xây dựng là late game là dồn đồ cho Sailing. Xong rồi chơi bộ sát thủ cũng ok. Hoặc là đầu game có thể mua Light Blade Light Ronin 3 sao, chơi 9 phe giờ fake kết hợp với Light Blade Light, hoặc là chơi phe giờ kết hợp với ở Witcher. Nếu mà chơi bộ phe giờ nó chỉ xây dựng theo mấy cái con đường này thôi. Ừ, nhưng mà đấy là cái trường hợp mà có cái bắn lan thì mới chơi được. Ở trong cái trường hợp mà không có cái bắn lan ở đầu game thì tôi nghĩ là sẽ phải xây dựng theo cái kiểu bắn trưởng á. Mà đồ như này thì khả năng là sẽ là bắn trưởng là cao. Chứ còn xây dựng vánh tay thì hơi đuối. Trong cái trận đấu này nó sẽ bị đuối hơn anh em ạ. Rồi, thì cứ từ từ đã, giữ máu đã anh em. Up level thì cứ đúng cấp mà up thôi. Khi mà sức mạnh đội hình nó không gia tăng thì cứ đúng cấp mà up level thôi anh em ạ. Đấy, như round này là có thể là vẫn có thể thắng nhá. Đấy, vị trí của con thỏ rất là hay. Đứng đúng cái vị trí mà có thể bắn được cái con gây đam chính là cái con Heaven Bomber. Đấy, anh em thấy không? Ủa, Heaven Bomber chưa kịp nhấc tay luôn. Heaven Bomber không bắn được phát nào, mặc dù là nhìn đội hình là thấy là địch mạnh hơn nhưng vẫn ăn được. Ok. 3 Hunter này. Ra hơi muộn nhưng mà rất ok. Giữ máu được. Up 6 thôi, up 6 cho 3 Hunter vào. Tạm thời thì vẫn sẽ giữ Fallen Witcher anh em nhé. Con này có thể nó sẽ lên được 2 sao. Này nó có thể lên được 2 sao nó gánh được. Đấy, con giả sử như trong cái trường hợp mà nó không lên được 2 sao ấy thì ở cái level 7 ấy tôi sẽ bán cái con này đi. Nhá. Bởi vì nó hết slot rồi, level 7 là 3 Hunter. Đấy, còn nếu mà muốn là ôm cái con này lên 2 sao mà chơi ở level 8 ấy mới được. Đấy, còn level 7 thì không thể bỏ 3 Hunter ở đâu. 3 Hunter này nó rất là tín. Ok. Rồi. Mua trước con Saldivo, tí nữa là sẽ kích hệ cho cái hệ 9 feather. Hoặc có thể nó sẽ là Witcher, nhưng mà trong cái trận đấu này này thì thực ra ấy, nếu mà nói là chơi Witcher ấy, thì phải xem nhìn về đồ này không có đồ đam anh em ạ. Hai tia này, cướp điên này, hay là gậy hút máu này, hút máu trừ giáp không có. À, thôi, trận này chơi 9 phe giờ hệ bắn trưởng anh em nhá. Bắn trưởng mạnh. Hình như là tôi chưa gặp cái thằng đang có chuỗi thì phải. Đúng không? Xem nào. Ui thì đúng rồi. Rao sau gặp cái thằng Nga anh em ơi. Ừ, được. Được. Đội hình sát thủ, 6 sát thủ rồi. Ok. Tôi vẫn chưa form được đủ bộ Blink à. Lấy được cái Blink này. Lấy Blink luôn anh em ơi. Trận này chơi bắn trưởng anh em nhá. Trận này chơi hệ bắn trưởng. Đồ à. 9 phe giờ ấy thì có thể lấy giáp băng hoặc giáp thép. Giáp thép thì nó là rất hợp với cả bộ 9 phe giờ. Còn giáp băng thì nó sẽ hợp với cả bắn trưởng. Nhưng mà tôi sẽ lấy giáp thép, tôi nghĩ thế. Lấy giáp thép rồi anh em ạ. Lấy giáp thép đi. Nhá. Những cái bóng ấy nó cũng sẽ được hưởng cái hiệu ứng của cái giáp thép. Tí nữa chơi 9 feather mà. Đúng không? Cái bóng nó sẽ được hưởng cái hiệu ứng gọi là cộng giáp xung quanh. Mẹ cái con thỏ tôi nó bờ linh đúng vào vị trí con ốc. Cay nhờ.
thỏ chết bố rồi. Nhưng mà vẫn còn đam, vẫn còn đam, vẫn còn đam, vẫn còn full lần, vẫn còn full lần, vẫn chơi được. Hay quá, giết được con ốc rồi. Hay quá, hay quá. Ok, cái gì đấy, cái gì đấy. Hay quá, ăn được rồi anh ơi, cắt chuỗi được rồi, hay quá. Xin nhá. Đó, này. Thỏ tiếp này. Full lần nhớ lên 2 nhỉ, cay nhỉ. Lên 7 không? Quả này lên 7 ấy, thì cũng không gia tăng được nhiều sức mạnh. Phải nói thật là như thế. Bây giờ lên 7 kẹp thêm con súng à? Tạm thời thì bây giờ nếu mà chúng ta up 7 ấy, thì thọt tiền và sức mạnh thì không tăng nhiều. Đấy mà nếu mà không up 7 thì nó lại phí mất cái con cung. Thế này. Thôi chắc là tôi bán cái này đi. Ưu tiên con thỏ hơn. Thỏ tí nữa nó sẽ phải là cái con mà nó gánh ở trong cái team cái team Feather này. Đấy là cần con thỏ lắm. Thôi nói chung là cái round này cũng không ăn được đâu anh em ạ. Khó. Vừa lấy up cấp thì cũng thua rồi. Ủa. Chết rồi, hết slot mất rồi. Có lẽ là bỏ Fallen thôi. Fallen cầm lâu quá. Không lên được anh em ạ. Vấn đề là cái con Fallen này nó hơi tù. Rồi ok, cho hai súng ba Hunter vào này. Chúng ta có thêm slot để chúng ta mua những cái con mà cần thiết cho cái bộ 9 bây giờ. Hơi đen nhỉ. Giá nhưng mà những cái cặp đấy nó lên được 2 sao cơ. Tôi cũng không biết bao nhiêu cặp ở đây rồi. Tính cả cặp Fallen vừa lấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp anh em ạ. 6 cặp luôn. 6 cặp, dã man thật sự. Hơi đen. Nhưng mà cái tầm này thì thôi cũng không cần khô máu lắm. Anh em nhìn máu của tôi đi, 91 máu. Tầm này thì cứ từ từ thôi. Đấy, còn bao giờ 50 tiền thì mới roll. 50 tiền nhiều cặp thì roll 10 cái được. Còn bây giờ chưa phải vội. Chưa phải vội, máu vẫn ok mà. Giữ máu tốt. Nhưng mà tầm này là sẽ bị đuối hơn so với bọn nó. Bởi vì là chúng ta bây giờ chưa form được bất cứ một cái Celesi nào ra hồn. 9 Feather, 6 Feather trước đã. Nhưng mà vẫn chưa đủ anh em ạ. Vẫn còn thiếu một con. Cần một con Feather nữa cơ. Đấy, nhưng mà round này tôi lại phải cần cái con ấy. Mẹ thế chứ này. Bây giờ mà lên 7 ấy, là chúng ta có thể chơi được 6 Feather. Bằng cách là kẹp Wizard vào, chơi 6 Feather. Nhưng mà như thế thì nó yếu. Đúng hiểu không? Thôi rồi. Thế thì nó yếu lắm. Rồi, xác định là chấp nhận là ở cái giai đoạn này bị đuối hơn rồi. Sẽ bị đối thủ vã. Mất tương đối nhiều máu ở giai đoạn này. Ok, nhưng mà không sao, giết được con nào hay con đấy thôi. Đây rồi, 6 phép giờ đủ rồi này. Đủ 6 phép giờ. Thôi, bán nó này đi thôi. 6 phép giờ level 6. Đồ trận này nó không có cái chém lan nên là thực ra con Light Blade Light này tôi cũng tí nữa chắc là cũng bán thôi. Đầu game là ôm cả cái con sát thủ, cái con sát đao cứu lơ này. Tốn rất nhiều tiền. Hai con là tốn bố nó 6 đồng đấy anh em. Đấy là tầm này bị thọt tiền đấy, nó gọi là thọt tiền đấy anh em. Khá thọt rồi đó. Có thằng Mr. Boo lên level 7 vẫn còn 40 tiền kìa. Bây giờ mà cắt được chuỗi của nó thì mới gỡ được. Đấy, bây giờ có nên xả tiền không nhỉ? Nhưng mà xả thì kẹp cái gì vào cho nó mạnh? Bây giờ chỉ có ra Grim thôi. Giờ Grim chốc thôi thì còn ăn được. Chứ còn bây giờ cũng hơi khó anh em ạ. Không chơi được. Tầm này chưa chơi được.
Có khi là phải eco ấy. 9 phe giờ chơi ở level 6 là chơi được đúng không? Level 6 thôi. Level 6 là 3 con phe giờ là kích hoạt được hệ rồi. Xong rồi chúng ta sẽ kẹp 3 huy giạt vào là được. Nhưng mà cái tầm này thì không có đam anh em ạ. Chưa có đam. Chưa có đam. Vừa lấy tôi bán con súng với cả con auto bởi vì thế này này. Nếu mà kể cả lên được 7 ấy, mà nó chưa ra là con Wing Ranger ấy, thì vẫn là không có kích hệ được 3 Hunter. Đấy nó thế cơ anh em ạ. Tức là lúc đấy nếu mà ôm tiếp ấy thì nó sẽ rất thọt tiền. Con Wing nó không ra, hơi đen đấy. Chơi trận này đen quá. Mặc dù đầu game nhá, ra con thỏ với con gì nhỉ, con tabu. Mẹ ra sớm lắm, ra 2 sao sớm. Nhưng mà từ sau đấy thì toàn cặp sao không lên 2 sao. Đấy, và nó thiếu cái con quan trọng nhất là con Wing Ranger, chưa thấy đâu. Thế như này. Rồi cái đánh từ từ vậy. Thực ra khi mà máu nó tụt xuống dưới 50 máu ấy thì lúc đấy mới phải là tính lấy con đường là roll mấy cái. Hoặc là làm nào để kìm hãm lại sự mất máu. Đồ này thì nói thật với anh em là bây giờ cũng chưa chốt được là chơi cái gì. Đấy. Nó thiếu quá nhiều thứ. Ui gặp thằng Mr. Bưu thì chịu rồi, nhìn cái đội hình là biết là thua. Trông vậy to vãi đái luôn. Ui ui. Toàn 2 sao kẹp mèo ạ. Dã man thật sự. Sky Breaker 2 con 2 sao. Sao Breaker 2 con 2 sao. Tầm này chơi Goblin nó nói chung là cũng rất là căng đấy anh em. Người ta này chơi Goblin căng lắm. Bởi vì nó dễ roll ra được cái con máy bay bom với cả ca lông. Ván nào cũng sẽ có bom máy bay ca lông mà. Đấy là ông nào mà thông thạo với bộ Goblin thì chơi sướng. Rất nhiều người đam mê cái bộ này. Bởi vì nó nếu mà chả may mà đầu game nó lại hên nó lại có 2 sao sớm chơi Goblin Max thì sướng lắm. Có khi lại 100% máu đến hết game. Đấy còn ông nào đen hơn thì eco thì xong rồi đến lúc đợi lên level 9 ấy. Tức là ở round 16, 17 lên level 9 rồi roll. Rồi cũng tự nhiên lại ra bom ra máy bay cái là lại coi như là lại lật kèo luôn. Đó, đội hình nó rất là sida. Rất là kiểu như là nếu mà ra bom phát là coi như là vô địch ấy. Còn xác định mà không ra bom, không ra máy bay thì khả năng là top 8. Nhưng mà cái vô địch thì nó có vẻ như là tỷ lệ của nó cao. Không biết là có phải thế không. Và tôi đoán là như thế. Tỷ lệ vô địch của Goblin cao nên là nhiều người chơi, nhiều người chọn. Chứ nếu mà nó không hiệu quả chắc là cũng không ai chọn chơi đâu. Mà có vẻ như là nó được đấy, nó chơi được đấy. Thunder Spirit 3m chăng? 3m kẹp 6L à? Ở level 9 cơ. Nếu mà chơi như thế phải ở level 9. Nhưng mà chơi ở level 8 thì sao? Thì có chơi được không? Thực ra chơi cái bộ 9 feather thì nếu mà ra con Thunder thì có thể chuyển sang chơi 9m thì được không? Không được anh em ạ. Về căn bản là nếu mà ra như này thì chơi 9m được. Nhưng mà tôi lại chơi đang ở trong cái pack Ngọc Tụ Lâm Phong. Cái pack này nó lại chuyên về chơi feather. Đấy. Nếu mà giả sử nhưng mà thôi thì tận dụng đi. Bây giờ ra được cái con ấy không? Con Thunder đúng không? Thì chơi luôn 9 phe giờ nhưng mà chơi theo kiểu giống hệt như 9m anh em ạ. Cũng không khác gì 9m đâu. Chúng ta chơi 9 phe giờ nhưng mà chúng ta kẹp Thunder Spirit. Được không? Vẫn được. Anh em nhỉ? Được chứ. Thực ra lên 8 nó kẹp 3m được rồi đó. Bây giờ tôi mới nhớ ra. Ừ. Có con rồng này là cũng kích hoạt được feather này. Đúng không? Nếu mà lên 8 ấy là kẹp được vào 3m rồi. Như này. Đấy. Nhưng mà nó có mạnh hay không thì chắc là nó cũng không mạnh lắm đâu. Thôi rồi dừng lại ở 8 mà roll thôi.
Máu bây giờ cũng nói chung là cũng đang tụt rồi đấy. Thiếu mỗi con Grim thôi anh em ạ. Ra Grim một phát là lại ok luôn. Mà chưa ra Grim thì lúc này nó hơi đuối. Thiếu đam anh em ạ, bộ thiếu đam quá. Kẹp 3 mét vào thì cũng có thêm đam được. Đấy anh em thấy không, toàn đá ma pháp rồi nhá. Giáp da bò này, ghép được cái giáp băng luôn này. Rồi roll thôi. Tầm này roll thôi anh em ạ. Ui xà này. Đây ơi, ui ôi win. Tôi cần con này anh em ạ. Rồi. Ok. Có đam ở đấy. Wing Ranger kẹp vào 3 mét ở đây là bắn trưởng cũng mạnh. Con Wing Ranger này là bắn trưởng không khác gì con già đâu anh em. Nếu mà nó đủ thời gian để nó tụ trưởng thì đam nó cũng to lắm. Còn có thêm cái hiệu ứng trừ giáp nữa cơ. Rồi. Rồi nhá. Chốt luôn này. Đấy, ghép huyết triệu. Y như là chơi 9 mét nhá anh em nhá. Y như là chơi 9 mét luôn. Ui anh em thấy không? Này nhìn này. Đấm Hunter luôn này. Vừa lấy cái con thỏ của tôi nhá, là con Blink vào giữa cái hàng Hunter là chết ngay từ đầu luôn đấy. Đây rồi anh em ơi. Ui rồi ôi. Được quá nhờ. Được đấy. Ok rồi. Rồi. À thừa con này. Ok. Rồi. Quả trứng. Bán con rồng này đi. Mua quả trứng. Ok bán con này đi. Ok. Xong. Chuyện này biết này. Vãi đái. Gặp hơi sớm nhờ. Mày quá form được 9 vé rồi anh em ạ. Nhưng mà chắc là tầm này vẫn chưa ăn được thằng biết được đâu. Chưa có đam. Thunder phải lên được 2 sao mới chơi được. Thunder lên 2 sao mới chơi được. Thunder 2 sao nhá. Có trứng ấy rồi, có trứng ấy rồi. Gặp đúng cái thằng đang có chuối anh em ạ. Rồi thôi nó. Thiếu đúng con unicorn. Ui đây rồi. Rồi. Ơ. Cái gì nhỉ? Đây. Con cây lên. Ok. Rồi, xuống tiếp rồi. Thằng chờ nhiều quá anh em ơi. Cho con Thunder nào. Cho Thunder đập trứng. Đây rồi. Ui, chứ tôi không kịp. Còn mấy giây thôi. Chán thế nhờ. Không kịp anh em ạ. Thôi thì con già chắc không chơi già đâu. Thunder lên 2 sao rồi chơi già gì nữa. Nếu mà già thì nó lại thành 9 mét anh em ạ. Đấy mà 9 mét ở cái bài này thì không mắc binh được. Ok ok không sao hết anh em. Lao sau. Được rồi. Có trứng rồi. Hay là giữ quả trứng này cho con Squire nhỉ. Squire với cả Selling. Roll mấy cái nữa. Roll mấy cái nữa. Thunder thực ra nó ra dễ lắm. Ở level 8 thì có gì khó khăn đâu. Dart này. Mà thôi không chơi. Con Dart đánh người beat thì vô dụng rồi anh em ạ. Đéo ra. Ra con Dart được không ra con Thunder. Thôi đập trứng luôn. Cay thật đấy. Rồi dồn đồ cho Thunder anh em nhá. Đây này tôi sẽ chơi cái hệ gọi chơi nó không khác gì 9 mét nhưng mà nó là 9 feather. Anh em xem nó khác gì 9 mét đâu. Chỉ là khác một con feather thôi. So với cả ví dụ như là tôi bình thường thì nó sẽ là bỏ con Wing Ranger ra thì nó sẽ là con già đấy. Nhưng bây giờ thì kẹp con Wing Ranger vào đấy, để dành với các bộ Assassin này thì 9 feather nó sẽ khỏe hơn. 9 bây giờ là còn đánh với cả beat biết các thứ khỏe lắm nhá. Đấy mà nhiều khi 9 mét ấy. Cái bộ 9 mét ấy. Nó mặc dù nó đấm được beat ấy. Nhưng mà beat mà nó chuyển insect thì lại khá là sợ. Trong khi đấy nếu mà chúng ta chơi 9 phe giờ thì lại không sợ lắm. Đấy chuyển sang chấp chuyển sang 9. À chuyển sang insect toy luôn. 9 mét thì nó sợ insect toy. Chứ còn 9 phe giờ thì nó không sợ đâu anh em ạ. Nó đấm luôn đấy. Nếu mà có một cái combo đẹp xong con Doom ấy, nó Doom vào toàn bộ đội hình ấy thì nó cái đấm cái bộ insect nó vẫn đấm được. Đấy.
Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy là người ta chơi beat người ta cũng ít chuyển insect lắm, bởi vì là beat nó mạnh hơn, nó vốn nó đã mạnh rồi, trừ khi là solo 1v1 late game ấy thì người ta chuyển thôi. Nhưng mà chuyển ấy thì nó cũng còn phải phụ thuộc vào nhiều thứ, chứ không phải cứ chuyển là ăn được đâu. Như là đợt trước anh em cũng thấy là nó chuyển insect, tôi chuyển sang là tôi chơi god ấy, kẹp với cả 4 spirit thì tôi ăn luôn một round luôn là đi luôn. Đấy là chuyển thì cũng phải tùy xem mà đối thủ là có cái sự chuẩn bị không. Nhưng còn nếu mà giả sử nhưng mà cứ nhìn thấy 9m xong rồi chuyển sang insect xong rồi bán mẹ hết beat đi là xác định là đi luôn. Khi mà đối thủ rất là dễ có thể counter. Trận này có nên nuôi cái con Thunder Spirit 3 sao không nhỉ anh em nhỉ? Ui đây này. Anh em này. Được ấy, bán rồng ấy. Không cần chơi rồng nữa. Đấy, mặc dù là chơi rồng mập thì nó cũng không khác gì bộ 9m. Đấy, tôi cũng vừa nói rồi mà, chơi bắn trưởng này nó không khác gì 9m đâu, nó chỉ khác mỗi một con thôi. Nó khác con già thôi, nó ở vị trí con già ấy, là thay vào con wing. Thế thôi. Nó giống hệt 9m. Mà cái bộ này anh em muốn chuyển sang 9m cũng được. Đấy, anh em cứ ghép với giáp băng hệ bắn trưởng thôi, huyết trượng. Tí nữa mà chả may mà lại có cái bộ nào đấy mà nó lại có thể counter được cái bộ 9 feather này thì là chúng ta chuyển sang 9m chúng ta chơi. Đơn giản thôi, có gì đâu. Nhưng mà khó anh em ạ. Khó có bộ nào counter được cái bộ này. Bởi vì meta này anh em cũng thấy rồi đấy, là người ta chủ yếu người ta đánh beat. Đấy, beat với cả assassin thì gặp 9 feather này thì nói chung là không ăn thua. Anh em ạ, oánh trượt mà. Oánh trượt bây giờ phải oánh trúng cơ. Oánh trúng được tức là phải có cái chống lé. Đấy, mà đến cái lúc mà có chống lé thì có thể chúng ta chuyển sang 9m chúng ta chơi. Đúng không? Lúc đấy lên 10 rồi mà chơi 9m thì nó cũng mạnh lắm. Nó cũng căng lắm. Có điều là nếu mà chuyển sang 9m ấy, thì nó một cái là chúng ta sẽ không thể chơi con thỏ mà lại kẹp cây xong lại chơi được Squire. Đấy là cái lý do làm sao tôi nói từ đầu game ấy, là chúng ta chơi ở cái pack của tôi ấy, là nó khó lắm. Bởi vì là nó không có con máy bay. Đấy nên là nhiều khi là nó chỉ là giải pháp tình huống thôi, chứ còn không chơi 9m ở trong cái pack này nhá anh em nhá. Pack này không có, pack này thì nó không có con máy bay. Còn nếu mà anh em chơi hệ bắn trưởng ấy mà chơi kiểu phép thuật thì anh em chơi cho tôi cái pack tam sát pháp long. Đấy. Tam pháp sát long nhá. Anh em nhìn này, Goblin này. Đấy, ui Goblin có quả combo hơi đẹp đấy. Nhưng mà con này của tôi xòe quạt tiếp lần thứ hai này. Nó sẽ giải tán được hết thôi. Đó, khỏe đấy chứ. Anh em thấy không? 9 feather này nó cù nhây lắm. 9 feather này cù nhây lắm. Đấy, anh em thấy chưa? Mặc dù là cứ tưởng là toang đội hình rồi nhưng mà có phải đâu. Nó nhây anh em ạ. Rồi. Và bây giờ tôi vẫn cứ roll ở 8 thôi. Đội hình này chơi ở 8 ngon nhá. Chơi ở 8 cực ngon luôn đấy. Đấy, đội hình này rất ok ở 8 mà anh em thấy tôi giữ máu không? Tầm nãy giờ vẫn 35 máu này, vẫn đang đứng ở top 2 thôi nhá. Mà trận này rất căng nhá. Trận này round 28 máu như nhau luôn. Máu sàn sàn như nhau. Đấy, rất có thể cái thằng Mr. Boo kia có khi nó còn đi top 6 ấy. Bởi vì nó chơi Goblin. Đấy, mà chơi Goblin thì bây giờ nó lại a đuổi rồi. Gặp Goblin gặp tôi là sẽ mất nhiều máu. Đấy, mà còn gặp những cái bộ beat này. Trận này có nhiều beat nhá. Goblin không ra bom máy bay thì xác định luôn là chỉ có top dưới thôi, chứ còn không lên ở đâu. Đây này, cáo có Kira luôn này. Đấy, Glacier kẹp cáo nhá. Em thấy không, meta nhá. Meta với chúng tôi, anh thấy không? Thấy không, ăn được không? Ăn được không? Ăn được con cáo. À, nó vẫn ăn được anh em ạ. Có một cái lý do tôi biết tại sao mà nó ăn được. Thực ra là nó ăn ấy thì nó chỉ lọt con cáo thôi. Nhưng mà tôi biết lý do, bởi vì là tôi chưa lên 9 tôi kẹp con Doom. Đấy, mà tôi mà lên được 9 tôi kẹp con Doom vào thì nó khác. Tôi đang hơi tham roll. Đang hơi tham roll ở level này. Bởi vì tôi muốn là cái con thỏ này nó lên 3 sao. Nếu mà con này nó up 9 ý, thì con thỏ này nó lại không lên được 3 sao anh em ạ. Nên tôi vẫn đang cố gắng là roll con thỏ 3. Anh em nhá. Cố lên con thỏ 3 đã. Xả mạnh tiền em nào. Còn con nữa thôi. Trứng này. Nữa đi. Rồi. Ổn rồi anh em ơi. Lên 9. Đủ tiền lên 9 rồi. Kẹp Doom 2 vào. Doom lên 2 rồi. Chơi luôn. Nhá. Rồi con này bán đi. Ok. Còn một con thỏ thôi.
bí quá đi đập trứng cho thỏ. Thực ra là trứng này sẽ đập cho Thunder, nhưng mà nếu mà bí quá không ra nổi con thỏ thì sẽ đập. Tôi sẽ roll cho đến khi nào mà có một con này lên 3 sao thì cái quả trứng nó sẽ đập cho con còn lại. Thế đó. Ui. Ui, ô đây là cái bộ của tôi mà. Hunter Beast anh em ơi. Cái thằng Thái Vũ ơi chơi cái lineup của tôi này. Vãi đái. Hunter Beast. Đúng rồi. 6 Hunter 4 Beast này. Ui, dồn đồ cho con Ranger 3 sao rồi kìa. Thế thì cũng tín đấy. Căng nhờ. Trận này còn có cả Hunter Beast nữa. Đấy, Hunter Beast cũng là cái lineup mà có thể chơi được ở trong cái pack này anh em nhá. Nhưng mà tôi không chơi. Thôi trận này tôi chơi 9 Feather bởi tôi nghĩ là trận này có nhiều Beast đấy. Có nhiều Beast, có nhiều Goblin chơi 9 Feather ấy. Ai ngờ bộ này mạnh đấy anh em. Hunter Beast là một trong những cái bộ mà rất mạnh nhá. Hunter Beast mà lại dồn đồ cho con cung đen thì bá lắm. Cung đen lên 3 sao rồi anh em ạ, nó cả nghìn đam cơ. Con cung đen 1000 đam rồi nó bắn thì nó rát lắm. Mà nhất là Hunter đang counter ở bộ Feather của tôi. Ôi rồi ôi. Không đồ anh em ạ, không có đồ. Trời ạ. Cay nhờ. Tôi vẫn đang cố để có thể roll ra là con thỏ nhưng mà khó quá. Không ra được. Không có đồ. Cay thật. Để sẵn, tí nữa ghép phải cầm đánh. Không ghép được một cái đồ nào, ra 31 luôn, 30 luôn. Ảo thật sự, đen vãi đái luôn. Này gặp Beast này. Liệu rằng có thể bị đẩy? Tôi nghĩ là không. Beast được gặp bộ này gọi bố anh em ơi. Đẩy chết luôn. Quỷ. Đấy rồi, có cấm đánh hai rồi anh em ạ. Ngon, ngon rồi. Đấy, anh em thấy cái bộ Beast chưa? Gặp tôi mẹ xác định quỳ luôn. Không nói nhiều. Đấy, cấm đánh hai. Ok, cướp điên à? Lấy được cướp điên không? Lấy được cướp điên đấy. Lấy được cướp điên. Tí nữa cho xe linh. Đấy, nhưng mà nếu mà lấy cướp điên thì tí nữa sẽ không lấy được cái bắn lan. Hay là để dành này. Thực ra còn một con dao nữa. Thôi cứ lấy cướp điên đi. Ui đây rồi, thỏ lên được 3 này. Hay quá. Còn con dao anh em ạ. Để dành là lấy, có thể lấy cái 2 tia 21 màu anh em ơi. Gặp mấy thằng Beast vẫn đấm như con luôn. Nhìn nèo khèo thế thôi anh em ạ. Nhưng khỏe lắm. Đấy, nhưng mà phải cẩn thận thằng Thái Vũ kìa. Thằng Thái Vũ nó chơi cái đội hình bí kí kinh điển, đội hình 6 Hunter 4 Beast cực kỳ mạnh. Hết sức cẩn thận cái thằng đấy. Đấy rồi, còn riêng mấy cái thằng Beast này không sợ. Nói luôn một câu luôn cho nhanh. Đấy, thằng này vừa lại ăn tôi đúng không? Có con cáo 2 sao đúng không? Đấy, nhưng bây giờ khác rồi anh em ơi. Bây giờ tôi có Doom. Tôi kẹp Doom một con cáo chết ngay. Không lướt được nữa, không lăn được nữa là chết. Không nói nhiều. Thấy không, anh em thấy không? Ui mày quá, thằng Thái Vũ đi rồi anh em ạ. Hay quá. Đúng thằng sợ nhất thì nó đi rồi. Rồi bây giờ chỉ còn có thằng sát thủ thôi, 9 Assassin. Và cái thằng Beast thì chắc chắn là thôi, thằng đấy xác định là đóng hòm. Đấy. Thằng Beast xác định đóng hòm cho nhanh nhá anh em nhá. Beast làm gì có cái cửa mà ăn được hai cái bộ này. Assassin gặp Assassin là chết. Gặp 9 Assassin thì nó clear, làm gì có kịp stack đâu. Đấy, còn gặp 9 Feather của tôi thì cũng chết thôi. Làm gì có cửa ăn 9 Feather anh em. Anh em thấy không, hệ bắn trưởng nhá. Late game thì bắt đầu ra đồ đam. Thì thôi được rồi, không sao. Trong cái bộ bài của tôi là có con Sailing. Tí nữa ra Sailing thì ghép đồ đam. Đây rồi, đấy anh em thấy không. Thấy không. Đấy, nhưng mà vẫn là hệ bắn trưởng. Mà lóc lại cả. Ui dồi ôi, combo quá đẹp của thỏ luôn.
thỏ có bùa phát xong rồi con Thunder nó làm thêm phát nữa, thế là hết. Vẫn ăn được anh em ạ, cắt chuỗi luôn, hay quá. Rồi. Sai Linh còn một con nữa thôi là chơi được rồi. Thậm chí là có thể chơi con bom. Lên game bỏ CM ra cũng được, nhưng mà CM sắp lên 3 chắc là vẫn chơi. Rồi. Cá lông thì xem có chưa em? Cá lông à? Thực ra thì cái trận đấu này cá lông cũng khá là counter vào cái bộ assassin đấy. Nhưng mà bom, nếu mà nói là bom thì bom cũng counter. Ừ. Bom nó giải tán, nếu mà bom 2 nó lổ phát thì cũng chết hết assassin. Đấy, chết hết beat. Thì nếu mà chơi con bom này thì ok, như này thì vẫn được. Nhá, con nào lên được 2 sao rồi chơi. Rồi. Chơi cả hai. Chơi cả hai luôn. Không kích hệ goblin thì vẫn chơi được anh em ạ. Rồi, ok, ui combo lại rất đẹp luôn, xoay quạt phát nữa. Anh em thấy không? Căng không? Căng đấy chứ. Ăn luôn à, vẫn không có cửa luôn, cắt hai lần chuỗi luôn. Được quá anh em ơi. Đấm cả beat, đấm cả assassin luôn. Tí nữa mà bom, ui. Hay đập trứng này luôn. Rồi đập trứng cho sai linh luôn, nhưng còn gì nữa. Rồi, cả lông cả liếc gì anh em. Đây, dồn đồ cho sai linh. Cả lông thì thực ra không có ba tí anh em ạ. Không có ba tí á. Rồi, ok rồi. Đấy. Ui ui, beat đi rồi. Anh em thấy không? Beat không có cửa ăn được, đấm được với cả bọn assassin đâu. Đấy, còn beat thì gặp tôi thì cũng đi. Rồi. Để dành cái hai tia anh em nhé, để dành hai tia, không ghép cướp điên. Có cướp điên rồi. Round này có cướp điên thì lấy cướp điên thôi. Chứ còn không ghép hai cái crit làm gì cả. Cái này nó bị động duy nhất anh em ạ, nó không stack đâu. Rồi, thôi cứ từ từ đã, đồ này thì dồn tạm thời dồn cho con Thunder. Tí nữa chúng ta sẽ có những cái món đồ chúng ta sẽ ghép sau. Bây giờ bom lên được 2 thay cho CM cũng được. Chỉ còn một slot thôi đúng không? Hay Doom. Doom thực ra nếu mà Doom mà combo đẹp thì cũng ngon, cũng chắc là cũng không thay Doom. Rồi, hai tia đây. Đấy. Cướp điên. Ok, ok, ok. Ổn rồi anh em ơi. Rồi, chúng ta ghép lốt đồ rồi anh em. Chắc là không sống được ra được 40 đâu. Tôi nghĩ là như thế. Còn nó tí máu mà. Thằng này nó chỉ toang 1-2 round là đi thôi. Một round lọt một con sai linh là chết mà. Hai round con này mất 5 máu. Anh em ạ. Tôi nghĩ là trận đấu sẽ không kéo dài đến round 40 đâu. Rồi ok. Chúng ta bây giờ tầm này xếp đội hình thôi. Combo đẹp nào. Combo đẹp, combo đẹp, combo đẹp. Ui. Cái quả vừa rồi. Ôi đâu rồi. Thôi chết mẹ. À, ui, mất 16 máu vừa rồi ạ. Cái gì đấy? Sao tôi không kịp nhìn được cái gì nhở? Cái con Grim nó blink vào, nó quẹt mực xong là coi như là chết hết ở đằng sau là sao? Vãi đái thật. Không hiểu cái quả vừa rồi như nào luôn ấy. Thề, ui tôi chết rồi. Có khi nào nó bay màu ra này không? Lạ nhở? Sao lại có cái quả nó như thế nhở? Cái ra vừa rồi có một cái gì đấy mà tôi không kịp nhìn anh em ạ. Chết rất nhanh. Bay cả đội hình luôn mà. Grim Blink này. Quen mực này, xe quạt. Rồi, ok. Ok. Ok, ok, được không, được không, được không, được. Ok. Vẫn hòa. Một round nữa. Hòa máu rồi anh em ơi. Rồi, chắc là quyết định rồi đấy. Nếu lên được con ấy, thôi bán đi. Hai con Thunder nữa cơ. Thunder lên 3 sao thì ngon nhỉ. Còn hai con nữa cơ. Hai con Thunder nữa thì mới lên được 3 sao. Round này chưa chắc đã là cuối cùng. Lọt một con thì nó vẫn còn một máu. Chỉnh lại đội hình tí anh em. Nói chung là đứng tách tách ra tí không. Con cáo nó chọt cho một phát bay cả đội hình luôn đấy anh em ạ. Ok. Như này chắc ăn được không?
Ui, xoay quạt trượt. Nhưng combo rất đẹp đến vị trí của con thỏ. Hay quá, Sai Linh vẫn đứng đấm được kia. Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Ăn rồi. Ui giời ơi, anh em thấy không? Mạnh chưa? Đấm được cả bộ 9 assassin luôn nhá. Càng không? Càng. Càng đấy. Cũng may là chúng ta chơi cùng bộ với cả đối thủ đấy. À, chúng ta lấy được cái con Sai Linh, thế là đối thủ không lấy được. Đấy, đối thủ bị mất mất cái con Sai Linh rồi, mất mất 3 con rồi. Trong kho có 10 con thì bị tôi lấy mất 3 con rồi. Tỷ lệ nó ra nó ít hơn. Đấy, nên là thiếu mất một con thì có thể lên được 2 sao. Được không? Ui, đánh ở 9 luôn nhá. Bộ này đánh ở 9 đến hết game luôn anh em ạ. Gần ra 40 rồi vẫn đánh ở level 9 ở top 1. Căng đấy. Đấy anh em thử nhá. Anh em có thể thử bộ 9 Feather rất ok. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nếu anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Cũng là Feather nhưng mà là Feather Assassin anh em nhá, mạnh lắm. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi bộ Feather kết hợp Witcher. Trận này nó ủa hay lắm anh em ạ. Tin tôi đi, anh em xem đi nhá, hay cực kỳ luôn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.